Sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ lên khai giảng và thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Kính chúc các bạn có buổi khai giảng và học pháp an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Chào các Phật tử học viên. Hôm nay thì con kính đã bắt đầu cho buổi học vi diệu pháp trên online. Thì ở trong học vi diệu pháp trên online ở chương trình mà sư dự định cho các Phật tử mình học ở đây, đó là mình sẽ học luôn cái bản Pali, tức là trong bài học của mình thì mình sẽ có một đoạn Pali để mình tập đọc, tập dịch, rồi sau đó mình sẽ được nghe giải thích theo Pali ở trong Thăng Pháp Bất Yếu Luận theo bộ đó. Sẽ dĩ phải học luôn cái Pali đó là vì bản vi diệu pháp của mình là có nhiều người dịch với từ ngữ khác nhau. Thì bây giờ chúng ta học luôn cái phần Pali á, nó sẽ giúp cho mình là khi mình hiểu được cái chữ Pali đó rồi thì người ta muốn dịch ví dụ như là nhiều trường hợp khác nhau, nếu mà mình không giỏi chữ Hán nữa, hoặc là dịch sang chữ Hán rồi chữ Hán lại có nhiều nghĩa nữa, nó làm cho mình hiểu sai lệch cái văn bản cũ. Thì ở đây mình tập đọc cho được cái bản Pali và mình tìm hiểu luôn cái nghĩa của chữ Pali đó. Cho nên trong cái lớp này thì nó sẽ khó một tí đối với các Phật tử mà mình chưa có học được Pali, mà chúng ta sẽ cố gắng để sau cái lớp học này thì mình có thể tự đọc được cái bản Thăng Pháp Tập Lý Luận bằng tiếng Pali luôn, thì nó sẽ có lợi lạc cho chúng ta rất nhiều ở trong việc tìm hiểu các thuật ngữ về vi diệu pháp sau này. Rồi chúng ta cũng không còn gặp khó khăn trong việc mà các bản dịch từ ngữ khác nhau, mình không cần phải lo cái đó nữa vì mình đã có cái bản Pali là bản chính để mình làm cơ sở. Thì đó là phần về tài liệu. Thì ở đây chúng ta bất cứ tài liệu vi diệu pháp nào thì mình cũng có thể đọc để tham khảo được. Nhưng mà giống sư nói lúc nãy, mỗi một bản dịch như vậy nó dịch từ ngữ, dịch giả sử dụng từ ngữ khác nhau, thì khi tham khảo thì mình cũng gặp nhiều trở ngại. Tại mình đọc bản này thì dịch như thế này, bản kia thì dịch như thế kia, thì nó sẽ gặp trở ngại rất là lớn.
nếu mà mình đọc mình không có kiến thức Pali. Thì nhưng mà ít nhất mình có được tài liệu tham khảo, thì với các Phật tử mới thì nó cũng giúp cho mình có được cái cơ sở phần nào đó. Tức là nó ít nhất là mình cũng có được cái căn bản để mình xem qua trước khi nghe người ta giảng. Thì nếu mà các Phật tử đã có sách rồi thì thôi, còn không thì chúng ta có thể lên trang Uttasasana của Bình An Sơn mình tìm tài liệu Thắng Pháp Tập Yêu Luận, thì chúng ta sẽ có các bản dịch ở trên đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ha. Đây là các Phật tử mới, nếu mà mình chưa quen với cách sử dụng máy để mình giơ tay lên để phát biểu, thì có thể sau buổi học này thì mình nhờ lớp hướng dẫn cho, nhờ bên kỹ thuật viên hướng dẫn, nếu mình tức là mình thông báo để người ta biết, để sư nhờ người hướng dẫn cho các Phật tử mới, còn nếu mình biết sử dụng rồi thì thôi. Bạch sư, nhĩ sư cho in tài liệu giống như học Bali đó sư, đặng cho tụi con biết trước, tụi con coi sư. Cái gì? Dạ thưa sư, nếu mà học nha tiếng Bali mà vi diệu pháp vậy, sư có thể cho tài liệu lên giống như học Bali, tiếng Bali á sư. Để tụi con coi thêm, đặng tụi con biết học bài trước đó sư. Dạ, cảm ơn sư. Bản Bali thì sư sẽ có thể gửi trước cho các Phật tử, còn phần bản dịch á, vì sư dịch theo cách của sư thôi, cho nên bản dịch đó thì tới giờ học thì mình mới xem được, tại dịch xong, khi nào dịch xong thì mới đưa lên được. Dạ. Còn bản Bali thì chúng ta có thể xem để đọc trước, giống như ngày hôm nay mình sẽ có cái bản một đoạn Bali để mình học cái phần cho cái phần buổi khai giảng này. Lại trong trong khóa học này thì sư dự định dạy là mình sẽ học pháp thực tính trước, tức là mình sẽ học 80 pháp thực tính trước, rồi sau đó mình mới trở lại học tâm, trở lại học 121 tâm. Cho nên cái phần pháp thực tính này thì nó cũng hơi khô khan một tí, thì chúng ta cố gắng theo dõi vì nó là phần quan trọng nha, phần quan trọng. Thì ở đây mình có cái chữ đầu tiên, cái từ đề của bài kinh đó là Abhidhammattha Sanggraho. Cái phần đầu tiên để mình lưu ý mình học ở đây đó là Chattu Paramattha Dhammo, Chattu Paramattha Dhammo. Và mình có bài kệ đầu tiên đó là Tattha Bhuta Abhidhammattha Chattutha Paramattato Chittang Cetasikang Rupang Nippanamiti Sappatha. Hôm nay mình sẽ học cái bài kệ này, cái bài kệ này rồi chúng ta nghe giải thích ăn ngủ thì chắc chúng ta học bao nhiêu đây là đủ. Bây giờ trước tiên là mình tập đọc cái bài kệ này, rồi sau đó chúng ta tập dịch nghĩa. Ví dụ khi mà chúng ta gặp một bài kệ Bali như vậy thì chúng ta sẽ dịch nó như thế nào. Bây giờ sư sẽ cho từ vựng trước. Các tử mình chắc mình phải có một quyển tập để kế bên để mình cần ghi chép gì đó, thì mới được. Thì trước tiên cái tựa ở đây đó là Abhidhammattha Sanggraho, tức là ngày và thượng Minh Châu ngày dịch đó là Thắng Pháp Tập Yêu Luận. Thắng Pháp Tập Yêu Luận, tí sư sẽ giải thích từng phần ra cho chúng ta hiểu. Bây giờ trước tiên là mình nắm từ ngữ trước. Ở đây thì Chattu Paramattha Dhammo, tức là bốn pháp chân đế, bốn pháp chân đế. Cái chữ tattha ở đây đó là mình dịch nó là trong trường hợp này, tattha trong trường hợp này,
Vutta-pitamattha thì mình sẽ tách nó ra làm hai, tức là Vutta với lại Apitamattha. Chữ Vutta thì mình dịch nó là được nói đến, được đề cập đến. Apitamattha, Apitamattha tức là các pháp thuộc về Apitamma. Rồi Chatukha ở đây tức là có bốn phần. Paramattato tức là theo đệ nhất nghĩa đế, theo pháp chân đế. Chí tăng là tâm, chi tassikang là tâm sở, rupang là sắc. Đúng ra cái chữ rupang mình chỉ dịch nó là sắc thôi, nhưng mình quen xài chữ sắc pháp thì thôi, cái dịch là sắc pháp. Rupang là sắc pháp. Nippanamiti thì ở đây mình sẽ tách nó ra là nippanang là nippan, iti là sapattha là tất cả. Thì đó là nghĩa của hai câu này, từ vựng nghĩa của hai câu này. Bây giờ chúng ta tập đọc xong rồi mình thử dịch thử cái câu này cảm dịch nó làm sao. Bây giờ sư đọc một vài lần rồi mời lớp tập đọc ha. Apitamattha sanggaho chatu paramattha dhammo tattha butta pitamattha chatutha paramattato citang cetasikang rupang nippanamiti sappatha. Apitamattha sanggaho chatu paramattha dhammo tattha butta pitamattha chatutha paramattato citang cetasikang rupang nippanamiti sappatha. Rồi nghe lại lần nữa ha. Apitamattha sanggaha sanggaho chatutha paramattha dhammo tattha vutta apitamattha chatutha paramattato citang cetasikang rupang nippanamiti sappatha. Rồi bây giờ đọc trước, chúng ta vừa đọc chúng ta vừa nhẩm nghĩa để sau khi đọc xong thì người nào có thể dịch được thì chúng ta dịch để lớp cùng nghe. Bây giờ ai đọc được giơ tay lên để tập đọc đi ha. Cô Trân mời lớp đọc bài sư được không? Dạ được sư. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc. Apitamattha sanggaho chatupparamattha dhammo tattha vutta tattha vutta apitamattha chatutha paramattho paramattato cittang cetasikang rupang nippanamiti sappatha. Con xin hết ạ. Rồi, tốt. Dạ xin mời cô Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Apitamattha sanggaho chatupparamattha dhammo tattha vutta apitamattha chatutha paramattato cittang cetasikang rupang nibbanamitti sappatha. Dạ con xin hết ạ. Dạ lớp đại xin tới để sư khoan. Okay. Rồi đọc đi. Dạ xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Apitamattha sanggaho chatu paramattha chatu đọc lại chatu paramattha dhamma dhammo tattha
Vutta Phi Thammattha Chatuttha Paramatthato Chittang Cetasikang Rupang Nippana Miti Sappatha. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Thưa sư xin đọc. Afi thamat tha sang ghe hồ ke tu ba ra ma mat tha tham mô tat tha hút ta phi thamat tha ke tu tha ba ra mat tha tô chít tăng chê ta si căng ru băng nít ba na mi tí sếp bát tha. Dạ thưa sư xin hết. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Aphitham Matha Sangaho Chatupa Chatupara Mat Tathammo Tattha Buddha Phitham Matha Chatuttha Parama Chittang Cetasikang Rupang Nibbana Miti Sabbatha. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Phúc Hạnh dạ. Dạ con kính định lễ sư và con xin đọc ạ. Afitham mat Matthasangha Hồ chữ nhỏ quá. Chatubaramattha thammo tathavutta phithammattha chatutha baramatthato chít tăng chê ta sĩ căng rù bằng nít bà ná mi tì sát bát tha. Dạ con xin hết ạ. Nít bà ná mi tì sát bát tha. Dạ chữ cháu không động ra chưa. Mời Phật tử Phạm Đình Thảo. Con đọc Aphi tham mắt thá sang gá hồ Chá tu vá rá mắt thá tham mồ Tát thá vút tà Tham mắt thà Chá tu thà Bà rá mắt thá tô Chích tăng Chá tá chí căng Tu băng Nít bà ná lý tí Sát bá thà. Và thư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ chị chưa mở mic đó chị. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Chị chưa mở mic đó chị ơi. Dạ con kính đẩy lễ sư ạ. Dạ con xin đọc bài Tattha Gutta Phi Tham Mát Tha Chatut Tha Paramat Tha Tô Chít Tăng Chê Tá Sĩ Căng Rù Bằng Đít Ba Na Mít Mí Tí Sáp Bát Tha Bá Tha. Dạ sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Có mà cô. À trên á. Con... Dạ. Thế thưa sư con xin đọc ạ. À. A phí tham má thá sang gá hồ. Cha tú bà rá ma thá tham mô. Tá thá bù tà phí tham má thà. Cha tú thà
Parama Thato Chí Tăng Chế Chế Ta Sĩ Căng Rubang Nippa Nippan Na Mati Miti Sabatha. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ami Thammattha Sangaho Chatu Paramattha Thammo Tattha Utta Bi Thammattha Chatuttha Paramattha To Chittang Chetasikang Rubang Nibbana Miti Sabbatha. Dạ con xin hết ạ. Dạ thưa sư con đọc. A phí tham ma tha sang ga hồ cha tu pa ra ma tha tham mô ta tha bu ta phí tham ma ma tha cha tu tha pa ra ma tha to chi tăng che ta si căng ru bằng ni pa na mi tí sa pa tha. Dạ thưa sư xin. Dạ còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Còn mà không biết giơ tay ở chỗ nào. Cái chỗ mà đọc đi. Rồi thấy dạ thưa sư con xin đọc. Avithammattha sangaho chatubaramattha thammo tathavutta vithammattha chatutha baramattha to cittang cetasikang rubang nibbana miti sabbatha. Dạ con đọc xong rồi ạ. Còn ai không? Dạ còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ con ạ. Dạ con xin đọc. Dạ con Mai đọc đi. Dạ Avithammattha sangaho chaturamattha thammo tathavutta vithammattha chatutha paramattha to cittang cetasikang rupang nibbana miti sabbatha. Dạ xin hết ạ. Còn ai nữa không? Tập đọc ha. Rồi bây giờ mình xem sư cho lại phần từ vựng lần nữa, rồi ai dịch được mình thử dịch cái câu này ha, cái bài kệ này ha. Avithammattha sangaho thì mình đã được dịch đó là thắng pháp tập yếu luận. Chatuttha paramattha thammo dịch cho cái câu đó đi, tức là bốn pháp chân đế. Bây giờ mình còn là cái bài kệ đó là tập thác, dịch là trong trường hợp này. Chữ Buddha Pithamattha ở đây mình phân nó ra thành hai chữ, đó là chữ Buddha là được đề cập đến, được nói đến. Apithamattha thì chúng ta dịch nó là các pháp thuộc về Apithamma. Chatuttha thì dịch nó là có bốn phần. Paramattato thì dịch nó là theo pháp chân đế. Chí tăng là tâm, chí tá sĩ căng là tâm sở, rupang là sắc pháp, nipanang, nipanamiti ở đây mình tách nó ra thành là nipanang với là iti. Rồi tức là nipan iti mình tạm dịch nó là sapatha là tất cả. Giờ ai dịch được bài kệ này? Ai dịch được bài kệ này giơ tay thử. Dạ thưa sư con thử dịch. Rồi dịch đi. Ở đây nói đến bốn pháp chân đế. Đó là ở đây nói đến bốn pháp chân đế hả? Ở đây được nói đến mà bốn pháp chân đế. Bút tá là nói được nói đến Avithammattha là các pháp, Chatuttha là bốn, Paramattha là chân đế. Ở đây được nói đến bốn pháp chân đế đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tất cả đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ, nói dịch lại coi.
Ở đây được nói đến bốn pháp chân đế, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn ạ. Chưa hết chữ. Chưa hết thật sự. Thật sự con xin nhận. Còn chữ Abhidhammattha y dịch nè. Là bốn pháp. À, bốn pháp mà bốn pháp, bốn thắng pháp. Ở đây được nói đến bốn thắng pháp chân đế là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Có ai dịch khác hơn? Thưa sư, con xin nhập. À. Thưa sư, trong trường hợp này các pháp thuộc thắng pháp được nói đến theo pháp chân đế có tính là gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nói dịch ra nói lại coi. Thưa sư, con dịch là trong trường hợp này các pháp thuộc thắng pháp được nói đến có bốn phần theo pháp chân đế. Theo pháp chân đế có bốn phần, tất cả là gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Rồi, gần được rồi đó. Thì ở đây nè, để mình dịch được như vậy, trước tiên là mình phải xác định ở trong câu này là cái nào là chủ từ. Cái nào là chủ từ, rồi cái nào là động từ. Cái này là trong văn bản chính đó, chúng ta thấy là cái trật tự của từ đó. Học cái này chúng ta sẽ để ý cái trật tự của từ theo văn bản chính mà người ta đã sắp xếp sau cái văn bản mà mình tự viết nó khác nhau rất là xa, tức là cái vị trí nó được đảo lộn chỗ này chỗ kia cho nó không có nằm kế bên nhau, mặc dù cái chữ đó có thể dịch sau chữ này tới chữ đó nhưng mà nó không có được sắp xếp cái bên nhau. Thì ở đây chúng ta coi cái văn phạm của nó nè. Cái chữ tách thá thường nó là dùng ở dạng trạng từ chỉ nơi chốn, nhưng mà ở đây nếu mình dịch nó là trong trường hợp này, các tử mình dịch ở đây á, làm dịch theo trạng từ chỉ nơi chốn. Dịch theo trạng từ chỉ nơi chốn thường dịch ở đây, ở trong kinh nào cái chữ này nó được thường dịch là ở đây, nhưng mà sự thế mình dịch ở đây nó không có hay lắm, mà tại cái gì ở đây thì nó không có hay lắm, cho nên mình dịch là trong trường hợp này. Thì nếu mình dịch cho nó trong trường hợp này thì cái chữ tách thác nó được sử dụng như là trạng từ chỉ ý kiến trong trường hợp này. Buddha Abhidhammattha thì giống như nói lúc nãy, mình tách nó ra chữ Buddha với lại Abhidhammattha. Thì cái chữ Buddha này, cái chữ gốc của nó là Buddha, tức là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ mà dịch nó là được nói đến thì nó dùng ở nghĩa thuộc đồng thể. Dùng nghĩa thuộc đồng thể. Được nói đến tức là sao? Được ai đó nói đến. Được những người học vi diệu pháp, được các vị thầy vi diệu pháp nói đến, đề cập đến, hoặc là trong kinh chỗ nào đó được đề cập đến. Cho nên mới dịch là được nói đến. Còn chữ Abhidhammattha thì nãy mình dịch nó là các pháp thuộc về vi diệu pháp. Thì chúng ta thấy là các pháp thuộc về vi diệu pháp, chữ Abhidhammattha này là nó là chủ từ, là danh từ nam tính, là chủ từ ở trong câu. Là chủ từ ở trong câu. Còn cái chữ Chattutha ở đây đó, mặc dù mình thấy nó cũng thấy nó cũng giống chữ tha ở phía trước đó, nhưng mà cái chữ tha trong trường hợp này nó không phải chia, mà chữ tha trong trường hợp này nó là trạng từ chỉ mức độ. Nó là trạng từ chỉ mức độ chứ nó không có chia. Còn chữ Paramattato ở đây, chữ tô ở đây là tiếp vị ngữ tô, nó cũng không phải là chủ cách dạng nam tính, mà chữ tô ở đây nó xài thay thế cho cách thứ ba, cho nên mình mới dịch nó là theo pháp chân đế. Chí tăng thì nó là danh từ trung tính, ở trong trường hợp này nó là chủ cách. Chì tá si căng nó cũng là danh từ trung tính, là chủ cách.
Rupang nó cũng là danh từ trung tính ở chủ cách. Nippanang, Nippanamiti ở đây tách nó ra đó là Nippanang với là ý tí. Thì chữ Nippanang dịch nó là Nippan, ý tí tạm dịch nó là. Thường ở trong Bali đó, nếu mà người ta kể cái gì đó thì cái trong cái ngoặc kép đó, cái phần từ chí tăng tới Nippanang này là nó nằm trong dấu ngoặc kép. Thì các danh từ đó đều được chia ở chủ cách. À, cho nên chúng ta thấy là Chittasikang, Chittang, Chittasikang, Rupang, Nippanang, tất cả đều được chia ở chủ cách. À, rồi đôi khi người ta có sử dụng thêm chát, đôi khi người ta bỏ hẳn luôn chữ chát. Dạ. Còn chữ Sapatha ở đây nó cũng là tạng từ chữ chỉ mức độ, là tất cả. Thì đó là cái phần mình xem qua về phần văn phạm để mình có thể dịch được một cái bài kệ hoặc là một đoạn kinh. Trước tiên là mình phải nhìn nó được ra như vậy thì mình có thể dịch được tốt. Thì bây giờ mình sẽ dịch chủ từ trước, hoặc làm dịch tạng từ chỉ ý kiến trước, nhưng mà thôi mình mới thì mình nên tập dịch chủ từ trước cho nó quen. Thì chúng ta sẽ dịch là các pháp thuộc về Abhidhamma được nói đến trong trường hợp này theo pháp chân đế có tất cả bốn phần. Có tất cả bốn phần, chúng ta thấy là cái chữ tất cả nằm ở dưới mà bốn phần cũng nằm ở trên. Có tất cả bốn phần là, chứ là ở đây mình tạm giữ cho dịch cho chữ ý tí là gì, là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Thì đó là cái cách dịch dịch cho cái bài kệ này. Dịch cho cái bài kệ này mình có thể tập dịch như vậy: Abhidhammattha, các pháp thuộc về Abhidhamma Buddha đã được nói đến, tất thá trong trường hợp này, Paramatthato theo đệ nhất nghĩa đế, Sappattha có tất cả, Chatuttha bốn phần, ý tí là Chittang tâm, Chittasikang tâm sở, Rupang sắc pháp, Nippanang Nippan. Mình tập dịch bằng cách đó. Thì khi dịch như vậy thì mình sẽ nhớ từ ngữ, nhớ từ ngữ trong vi diệu pháp. Rồi lần nữa ha, sẽ đọc lần nữa rồi thử ai nhớ thì mình thử dịch theo. Abhidhammattha, các pháp thuộc về Abhidhamma Buddha được nói đến, tất thác trong trường hợp này, Paramatthato theo pháp chân đế, Sappattha có tất cả, Chatuttha bốn phần, ý tí là Chittang tâm, Chittasikang tâm sở, Rupang sắc pháp, Nippanang Nippan. Đây lần nữa ha. Abhidhammattha, các pháp thuộc về Abhidhamma Buddha được nói đến, tất khác trong trường hợp này, Paramatthato theo pháp chân đế, Sappattha có tất cả, Chatuttha bốn phần, Chittang là tâm, Chittasikang tâm sở, Rupang sắc pháp, Nippanang Nippan. Rồi bây giờ ai dịch được giơ tay lên tập dịch giống như sư dịch thử nãy. Tức là mình đọc một chữ Bali rồi mình đọc phần tiếng Việt. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Cô Cúc chưa mở micro của cô. Chị đổi. Xin mời cô Hồng Nhung. Máy nó đang bị lỗi gì nha, xưa sao lại. Máy lỗi nữa rồi. Rồi. Để rồi thưa sư xin đọc và dịch. Nghe được chưa sư? Có nghe được không? Dạ, nghe rồi. Dạ. Tát thá
Buddha. Dịch Abhidhammattha trước. Abhidhammattha trước. Dạ. Abhidhammattha Sangaho. Không. Nè, dịch Abhidhammattha các pháp thuộc về Abhidhamma. À, nghĩa là sư kêu dịch là cái câu này thôi, không cần đọc không sư. Dịch theo sư dịch lúc nãy. Dạ. Như vậy là con xin đọc, xin dịch lại là các pháp thuộc về không, đọc một chữ Bali rồi cái tiếng Việt nè, đọc vậy nè. Abhidhammattha các pháp thuộc về Abhidhamma Buddha được nói đến tất cả trong trường hợp này. Đọc vậy đó. Dạ. Yeah. Yeah. Trước hết là đọc Bali hả sư? Đọc Bali rồi tiếng Việt, Bali rồi tiếng Việt, giống mình học yeah. Từ vựng vậy. Dạ. Yeah. Tathā Buddha Abhidhammattha. Sao vậy? Nè, Abhidhammattha. À, không. Chữ bút, đọc cái câu cái chữ Buddha Abhidhammattha này mình sẽ tách nó ra là Buddha với Abhidhammattha. Cho nên mình đọc nó là Abhidhammattha tại nó có cái dấu phẩy nè. Dạ. Yeah. À, đọc nó Abhidhammattha. Abhidhammattha. Chatuttha. Paramattha. Đọc tiếng Việt. Đọc tiếng Việt á. Abhidhammattha các pháp thuộc về chân thuộc về Abhidhamma. Các pháp thuộc về Abhidhamma. Buddha được nói đến. Buddha được nói đến. Tathā trong trường hợp này. Tathā trong trường hợp này. Paramattha to. Paramattha là. Paramattha to. Này theo pháp chân đế. Sappatha có tất cả. Có tất cả. Đọc đi, đọc Bali luôn. Sappatha có tất cả. Chatuttha là 4. Iti. Chatuttha là 4. Chittang là Iti. Iti trước. Dạ. Miti là Iti. Iti. Ý tí là Chittang là tâm sở. Tâm. Tâm, tâm chứ. Chetasikang là tâm sở. Rūpaṃ là sắc pháp. Nippāna là Nippāna. Nippāna. Nippāna chứ. Nippāna. Nippāna là Nippāna. Dạ. Rồi con hiểu ý sư rồi. Dạ sư, sư cảm ơn. Dạ. Tại buổi này là buổi đầu tiên, sau này thì chúng ta sẽ quen tập cái cách mình dịch Bali luôn. Dạ con tưởng là đọc tiếng Bali rồi dịch sang tiếng Việt. Rồi, cảm ơn sư. Xin mời cô Hồng Nhung ạ. Dạ thưa sư, Abhidhammattha các pháp thuộc về Abhidhamma. Buddha được nói đến Tathā trong trường hợp này. Paramattha theo pháp chân đế. Paramattha to. Paramattha to theo pháp chân đế. Sappatha có tất cả. Chatuttha 4 phần. Chitta tâm. Chitti tâm. Chitti tâm. Iti Chitta tâm. Chetasika iti là Chitta tâm. Chetasika Chittang tâm. Chetasika tâm sở. Rūpaṃ sắc pháp. Nibbana Nibbana. Nibbana. À chỗ này mình đọc nó là Nibbana. Nibbana Nibbana. Dạ con xin đọc lại ạ. Abhidhammattha các pháp thuộc về Abhidhamma. Buddha được nói đến. Buddha được nói đến. Tathā trong trường hợp này. Paramattha to theo pháp chân đế. Sappatha
có tất chắc cả rồi, đúng rồi, đọc đi. Có tất cả chất tu thà là bốn phần ít tí chít tăng ít là ít tí là chít tăng tâm chê tát xích căng tâm sở ru băng sắc pháp nếp ba năng nếp bàn. Dạ thưa sư hết rồi. Ạ để xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Áp phí thăm mắt thà là các pháp thuộc về vi diệu pháp. Bút ta là được nói đến. Tát thá là trong trường hợp này. Para mát thá tô theo pháp chân đế. Sắp bát thà là có tất cả. Chát tu thà là bốn phần. Ý tí là chít tăng là tâm. Chê tá xít tăng chê tá xít căng là tâm sở. Rupang là sắc pháp. Niết ba năng là niết bàn. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. Avittamattha. Avittamattha là các pháp thuộc về Avittamma. Buddha là được nói đến. Tát thá trong trường hợp này. Paramattato là theo pháp chân đế. Sapattha là có tất cả. Ý tí là Chatuttha là bốn phần. Chittang là tâm. Chetasikang là tâm sở. Rupang là sắc pháp. Nibbanang là niết bàn. Con xin hết ạ. Mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Avittamattha là các pháp thuộc về Avittamma. Buddha là được nói đến. Tát thá là trong trường hợp này. Paramattato là theo pháp chân đế. Sát bát tha là có cả. Giá tú tha là bốn phần. Ý tí có tất cả. Đúng rồi, ý tí là chích tăng là tâm. Chê tá chích căng là tâm sở. Ru băng là sắc pháp. Niết bàn năng là niết bàn. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Tây. Dạ con xin dịch. Quên xin dịch. Avittamattha là các pháp thuộc về bút trá được nói đến. Tát há là trong trường hợp này. Paramattho là theo các pháp chân đế. Sapattha là có tất cả. Chatuttha là bốn phần. Ý xí là sittam là tâm. Cetasittam là sở. Kurupang là sắc pháp. Nibbana là niết bàn. Không biết đúng. Con xin hết ạ. Alo. Có nghe rõ không sư ạ? Dạ nghe. Nghe đọc đi. Dạ, đọc lại hả sư? Rồi đọc đi. Avittamattha là Avittamattha là thuộc về Avittamattha. Avittamattha là thuộc về Avittamattha. Buddha là thuộc về Avittamma. Các pháp thuộc về Avittamattha. Buddha là thuộc về Avittamma. Các pháp thuộc về Avittamattha.
không, các pháp thuộc về Abhidhamma, các pháp thuộc về Abhidhamma tha, không phải cái chữ, cái chữ tha ở đây đó là người ta đã dịch là các pháp rồi, cho nên chỉ là các pháp thuộc về Abhidhamma. Các pháp thuộc về Abhidhamma. Buddha là được nói đến. Tathā trong trường hợp này, Paramatthato là các pháp theo pháp chân đế. Theo pháp chân đế. Sabbatthā là có tất cả. Sattutthā là bốn phần ý chí, là Sittan là tâm, Cetasikan là tâm sở. Cái này đọc là chê ha, chê Cetasikan. Dạ, Cetasikan là tâm sở, Rupan là sắc pháp, Nibbat năng là niết bàn. Đúng không sư? Phú hồ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc và dịch ạ. Abhidhammattha là các pháp thuộc về Abhidhamma. Buddha là đã được nói đến. Tathā trong trường hợp này. Paramatthato là theo pháp chân đế. Sabbatthā là có tất cả. Chattutthā là bốn phần. Ý tí là chít tăng là tâm, chê tá si căng là tâm sở, ru băng là sắc pháp, níp ba năng là níp bàn. Bạch sư con xin hết, có gì xin sửa cho con ạ. Xin mời Phật tử Trần Quang Điền. Dạ thưa sư, con xin nghe đọc ạ. Abhidhammattha là các pháp Abhidhamma. Buddha là được đề cập đến. Tathā là trong trường hợp này. Paramatthato là theo nghĩa chân đế, theo pháp chân đế. Sabbatthā là tất cả. Chattutthā là có bốn phần. Ý tí là cittaṃ tâm, cetasikaṃ là tâm sở, rūpaṃ sắc pháp, Nibbānaṃ là niết bàn. Vậy con xin hết nha. Cô Phùng Đẹp chưa mở mic. Xin mời cô Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Abhidhammattha là các pháp thuộc về Abhidhamma. Buddha là được nói đến. Tathā là trong trường hợp này. Paramatthato là theo pháp chân đế. Sabbatthā là có tất cả. Chattutthā là bốn phần. Ý tí là chí tăng là tâm, chê tá xí căng là tâm sở, ru băng là sắc pháp, niết ba năng là niết bàn. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. À, mời cô Hồng Mai. Dạ con xin nghe dọc và dịch ạ. Abhidhammattha, các pháp thuộc về Abhidhamma. Buddha được nói đến. Tathā trong trường hợp này. Paramatthato theo pháp chân đế. Sabbatthā có tất cả. Chattutthā bốn phần. Ý tí là cittaṃ tâm, cetasikaṃ tâm sở, rūpaṃ sắc pháp, nibbānaṃ ý tí niết bàn. Dạ con xin hết ạ. Niết bàn. Ok. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc và dịch.
Avitamatha là các pháp thuộc về Thamma. Avitamatha Buddha được nói đến tất thế trong trường hợp này. Paramattha-tô theo pháp chân đế. Chetutha Sapatha có tất cả. Chetutha bốn phần. Ý tí là Chittang tâm. Chetasikang tâm sở. Rūpaṃ sắc pháp. Nippana, Nippanang, Nippan. Dạ thưa sư xin hết. Đã có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? À? Bây giờ nếu mà hết rồi cũng đang nghe giảng tí ha. Bây giờ qua cái bài kệ này cho chúng ta thấy đó là pháp mà thuộc về chân đế thì nó có bốn phần, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Như chúng ta đã thấy ở trong bản niêu thì ở đây phần phần thứ nhất, phần tâm đó, thì chúng ta sẽ học có 121 tâm, sau này chúng ta sẽ học nữa. Cái phần thứ hai là tâm sở thì mình có 52 tâm sở, có 52 tâm sở. Phần thứ ba là phần sắc pháp, mình có 28 sắc pháp. Phần thứ tư đó là phần niết bàn, phần niết bàn. Thì đó là bốn pháp chân đế mà chúng ta sẽ tìm hiểu theo trước tiên đó là theo sư. Chương trình học này thì mình sẽ học theo pháp thực tính trước, thay vì học thẳng vào tâm thì chúng ta sẽ học pháp thực tính, pháp thực tính trước. Bây giờ chúng ta sẽ tìm như thế nào gọi là pháp chân đế, chúng ta sẽ tìm hiểu coi như thế nào người ta mới gọi là pháp chân đế. Thì gọi là pháp chân đế tức là một pháp đó nó phải có bốn chi phần. Trước tiên là phải có trạng thái lakkhana, thứ hai đó là phải có phần sự là tích giác, thứ ba đó là có thành tựu vajjupatthana, và thứ tư đó là nhân cần thiết hoặc là nhân gần gọi là paratthana. Một pháp được gọi là pháp chân đế nó phải có bốn phần này, phải có bốn phần này, tức là nó phải có trạng thái, có phần sự, có sự thành tựu, có nhân gần hoặc là nhân cần thiết để cái pháp chân đế nó sanh khởi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu bốn cái phần của một pháp chân đế. Thứ nhất là chúng ta nói về trạng thái. Trạng thái ở đây mình có hai trạng thái. Một pháp chân đế thì nó có hai trạng thái. Một là trạng thái thông thường. Trạng thái thông thường tức là các pháp chân đế ngoại trừ niết bàn thì nó đều có trạng thái đó là vô thường khổ và vô ngã. Thì đó là trạng thái của pháp chân đế. Rồi trạng thái thứ hai đó là trạng thái thực tính. Trạng thái thực tính là sao? Tức là theo cái tự nhiên của cái pháp đó, theo cái bản tính thật của cái pháp đó. Thí dụ tâm nó có trạng thái đó là biết cảnh, tâm có trạng thái là biết cảnh, hoặc là chúng ta tìm hiểu về tâm sở thì như là xúc tâm sở nó có cái trạng thái đó là chạm cảnh,
hoặc là sau này chúng ta tìm hiểu về sắc pháp, thì trạng thái của, tức là chúng ta có đất nước là gió, thì trạng thái của đất đó là cứng cứng mềm mềm, hoặc là trạng thái của lửa là nóng nóng lạnh lạnh, rồi trạng thái của gió đó là trạng thái của gió nó là di chuyển, là lay động, trạng thái của gió là lay động chẳng hạn. Thì mỗi một pháp thực tính như vậy nó có một cái trạng thái riêng của nó, trạng thái riêng của nó. Trạng thái thông thường thì nó đều vô thường, khổ, vô ngã, nó giống nhau, nhưng mà trạng thái theo pháp thực tính, trạng thái thực tính thì mỗi một pháp thực tính như vậy nó có một cái trạng thái khác nhau. Thì đến khi mà chúng ta học 80 pháp thực tính thì chúng ta thấy là 80 pháp đó nó có cái trạng thái khác nhau hết, không có cái nào giống cái nào. Thì cái đó là nói cái trạng thái của pháp thực tính thứ nhất. Thứ hai, nói về phần sự. Phần sự thông thường nó cũng có hai, tức là phần sự thông thường với lại cái phần sự đặc biệt. Phần sự thông thường ở đây tức là nó làm cho các pháp có sự thay đổi biến diệt, thì người ta gọi nó là phần sự thông thường. Còn phần sự đặc biệt ở đây nó là muốn nói đến mỗi một pháp thực tính ở đây á, nó có một cái phần sự riêng của nó. Có một cái phần sự riêng của nó. Thí dụ như là phần sự của tâm á, là đi đầu các tâm sở. Phần sự của tâm là đi đầu các tâm sở. Phần sự, thí dụ như là, hoặc là phần sự của tưởng á, là ghi nhận dấu hiệu đã từng biết. Hay là phần sự của tâm sở tư á, là điều phối các pháp đồng sanh. Rồi thưa sư nhanh quá. Mỗi một pháp như vậy nó có một cái phần sự khác nhau. Thì gọi là phần sự đặc biệt. Sư nói chậm lại tí sư. Sao vậy? Dạ hơi nhanh con ghi bạn kịp. Phần ghi có thể các tử mình xem lại trên Facebook để mình ghi. Ghi có thể xem lại trên Facebook để mình ghi. Nhưng lo ghi không là không nghe được. Thành tựu. Về thành tựu thì mình cũng có hai trường hợp. Thành tựu quả, tức là từ cái nhân mà nó từ cái nhân phần sự đó nó tạo ra cái quả. Từ cái nhân mà thành tựu mà nó tạo ra cái quả thì người ta nói là thành tựu. Thành tựu quả. Thí dụ như là bây giờ lửa mà nó đốt chín một cái, thí dụ là lửa đốt chín một cái miếng thịt, một miếng thịt nướng thí dụ vậy, thì cái miếng thịt nướng đó là nó là thành, là quả được thành tựu. Rồi cái trường hợp thứ hai, thành tựu bằng cách nâng đỡ. Thành tựu bằng cách nâng đỡ ở đây đó là thí dụ như là tâm mà nó tâm sao mà nó sanh được á, thì tâm trước nó phải diệt đi. Tức là tâm trước phải diệt đi thì nó tâm sau nó mới sanh được. Thì cái tâm trước mà nó diệt đi để nó tâm sau nó sanh khởi á, thì cách hỗ trợ cái thành tựu đó, người ta gọi nó là thành tựu bằng cách nâng đỡ. Thì đó là nói về hai cái sự thành tựu. Nói về hai sự thành tựu. Rồi còn một cái khía cạnh nữa của pháp thực tính, đó là nhân cần hay là nhân cần thiết. Thì ở đây
chúng ta thấy là pháp phụ quy á, nó có 11 chi, tức là nó có thô, tế, có xa, có gần, có trong, có ngoài, có tốt, có xấu, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Dạ, thì cái nào mà nó nhân gần để giúp các pháp mà sanh khởi được, giúp các pháp mà sanh khởi được, thì người ta gọi cái đó là nhân gần. Thí dụ như là tâm mà sanh khởi được, tâm sanh khởi được thì nó phải có gì? Tâm mà sanh khởi được thì nó phải có tâm sở, phải có sắc pháp. Như vậy tâm sở và sắc pháp người ta gọi là nhân gần. Cái điều kiện mà để tâm sanh khởi nó có 4 điều kiện, tức là có nghiệp quá khứ, có nghiệp quá khứ, có nghiệp quá khứ, rồi có vật nương. Dạ, thì nghiệp quá khứ với vật nương ở trong trường hợp đó nó được xem là nhân xa. Được xem là nhân xa. Thì đó là nói về một pháp thực tính, nó sẽ có 4 khía cạnh như vậy. Dạ, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu pháp thực tính thứ nhất, đó là tâm. Là tâm. Tâm á, lúc nãy chúng ta thấy ở trên bản đồ á, thì tâm nó có đến 121 tâm, hoặc là nói ngắn gọn thì có 49 tâm, 89 tâm. Dạ, nếu mà nói không chia theo thiền siêu thế thì nó có 89 tâm, còn chi tiết thì nó là 121 tâm. Nhưng mà tâm mặc dù nó nhiều như vậy, nhưng mà theo pháp thực tính thì tâm nó chỉ có một cái trạng thái, đó là biết cảnh. Chỉ có một cái trạng thái là biết cảnh. Còn ở trong đời sống hàng ngày á, thí dụ như là chúng ta vừa thấy cái món đồ mà mình thích, lập tức là mình sanh lên cái tâm tham. Thấy cái gì mà mình nghe, cái gì mà mình không thích, lập tức là mình sanh khởi tâm sân. Dạ, thì mình nói tâm tham, tâm sân. Dạ, nhưng mà thật sự lúc đó cái khởi đầu của tâm là sao? Nó chỉ biết cảnh, mà nó có tham, có sân, có si gì đó là nó do tâm sở chi phối. Do tâm sở chi phối. Dạ, tức là khi mà tâm tham sanh khởi thì nó có cái gốc, đó là sở hữu tham. Hoặc là khi tâm sanh khởi, nó có cái gốc tâm sở, đó là sở hữu sanh. Còn tâm thì nó chỉ có một cái trạng thái duy nhất, đó là biết cảnh. Học về pháp thực tính á, thì tâm nó rất là dễ, còn tâm sở nó rất là khó. Lý do là mỗi một tâm sở như vậy nó có một cái pháp thực tính riêng, cho nên để mình nhớ được pháp thực tính ở trong tâm sở thì nó hơi khó. Cho nên chúng ta học cái này thì nó hơi khô một tí. Nhưng mà nếu mà các tử mình chịu nhớ được pháp thực tính của các tâm sở thì chúng ta nói pháp không sợ sai. Tại cái đó là cái căn bản ở trong việc học quy diệu pháp. Khi mình trình bày, nếu mình nắm được hết các pháp thực tính, các trạng thái, các phần sự, là chúng ta nói pháp khó sai. Dạ, yeah. Ví dụ mà một trường hợp nói về dục. Dục mình dịch nó là dục được giải thích là gì? Là mong mỏi, là ước muốn. Ở trong chữ Bali nó là chữ chanh đá. Thì người ta nói là cứ mong mỏi ước muốn là tham. Nhưng mà đến khi chúng ta học biết phần sự, biết trạng thái của dục á, thì chúng ta thấy là sao? Trạng thái của dục á, chỉ là sự mong muốn. Còn phần sự của dục á, là tầm cầu đối tượng.
Cho nên sự mong muốn ở trong trường hợp này nó sẽ có hai, sẽ chia ra làm hai: mong muốn thiện hoặc là mong muốn làm điều ác. Ví dụ như là các Phật tử mình muốn thọ trì giới, muốn làm phước bố thí, thì cái đó nó cũng phải muốn. Nhưng mà muốn trong trường hợp đó nó không phải là dục, mà muốn nó không phải là tham, không phải là bất thiện, mà hoàn toàn là thiện. Đức Phật Ngài muốn thuyết pháp, Ngài muốn đi tế độ ai đó, thì hoàn toàn đều là có sở hữu dục. Nhưng mà sở hữu dục ở trong trường hợp đó là nó có mặt ở trong tâm tố, và nó không có thiện, không có bất thiện. Rồi chỉ khi nào mình muốn mà làm điều ác, tạo ác nghiệp, thì lúc đó cái dục đó nó mới thuộc về tham. Nó mới thuộc về tham. Cho nên khi mà mình nắm được cái pháp thực tính này thì chúng ta sẽ nói pháp là không sợ sai. Mà chỉ cái điều là nó tới 80 pháp thực tính, mà mỗi một pháp thực tính như vậy nó có 4 ý nghĩa để mình phải cần phải nhớ, thì nó hơi khó. Hơi khó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về pháp thực tính đầu tiên, giống như nói lúc nãy, tức là tứ ý nghĩa của tâm. Thì trạng thái của tâm á, nó chỉ là một có một cái trạng thái duy nhất là biết cảnh. Thí dụ như là khi cảnh sắc tới, nó biết đây là cảnh sắc, vậy là xong. Đó là trạng thái của tâm. Rồi nếu mà có, thí dụ có mùi tới, mùi hương tới, thì nó chỉ biết đây là mùi, là xong. Hoặc là nếm vị, ví dụ như là vị ngọt, thì nó chỉ biết đây là vị, vậy là xong. Còn cái ngọt, cái chua gì đó thì cái đó là tâm sở, nó chi phối, nó làm việc. Còn tâm thì nó chỉ thuần tí biết như vậy, tức là chỉ biết cảnh khi cảnh nó đến. Về phần sự, phần sự của tâm nó là dẫn đầu các tâm sở. Phần sự của tâm dẫn đầu các tâm sở. Thì cái chỗ này đó nó tương xứng với cái bài kệ mà trong pháp cú, bài kệ số 1 và số 2 mà Đức Phật Ngài thuyết đó. Tức là có cái bài kệ đó là Mano Pupangama Thamma Mano Sittha Mano Maya Manasa Chepa Paduthena Pastiwa Karotiwa Tato Nang Dukhaman Vê Tí Chắc Hằng Càng Quá Quá Tộp Đăng. Hoặc là bài kệ số 2 Mano Pupangama Thamma Mano Sittha Mano Maya Manasa Chepa Sanena Pastiwa Karotiwa Tato Nang Sukhaman Vê Tí Chà Gia Quá Nó Pà Dí Ni. Thì ở trong bài kệ đó có cái câu là ý dẫn đầu các pháp. Ý dẫn đầu các pháp. Thì cái chữ dẫn đầu hay các pháp hay là dẫn đầu các tâm sở trong trường hợp này á, nói là dẫn đầu chứ thật sự là tâm với tâm sở khi có mặt á, là nó có mặt trong cùng một lúc. Ở trong chú giải nói, giải thích ở trong bài kệ đó, tức là không trước không sau. Không trước không sau. Nhưng mà người ta nói dẫn đầu ở đây á, nói chúng ta có thể hiểu nó như thế này. Ví dụ như là trong một buổi làm phước, ví dụ như là làm phước dân y, thì trong cái lễ dân y đó chúng ta thấy là sao, các Phật tử tới hùng phước rất là nhiều, cả trăm bộ y ở một ngôi chùa. Còn thí chủ là gì? Thí chủ họ cũng dùng một bộ đại y. Rồi nếu chư tăng ở chùa đó, ví dụ chư tăng có 5 bao vị, thì họ cúng thêm mỗi vị một bộ, vậy là xong. Rồi các Phật tử còn lại thì hùng cả trăm bộ. Nhưng người ta ở trong buổi lễ dân y đó, người ta vẫn gọi là sao? Ông A là thí chủ, ông A là thí chủ. Ông Tám gọi mình là thí chủ. Nhưng mà nói về sự cúng dường là sao? Mình có cúng dường, có hùng phước ở trong buổi lễ đó. Mình có mặt ở trong buổi lễ đó. Thì cái chữ dẫn đầu ở trong trường hợp này á, nó được hiểu giống như là nhân vật chính. Nó là những người chính yếu cần được đề cập đến. Còn việc cúng dường, việc có mặt, thì nó có mặt trong cùng một lúc. Nó giống như là
hoặc là nó giống như là ngọn đèn với lại ánh sáng. Chúng ta thường là nói là ánh sáng của ngọn đèn, tức là do có đèn mới có ánh sáng. Dạ. Thì thật sự là sao, có phải là có đèn mới có ánh sáng không? Dạ. Thì đúng là có đèn thì nó có ánh sáng, nhưng mà vừa có đèn là sao, là lập tức ánh sáng có liền, chứ không phải là có đèn xong rồi mới có ánh sáng, tức là nó xuất hiện trong cùng một lúc. Nhưng mà vì cái đèn nó đóng vai trò chính cho nên người ta mới gọi nó như vậy. Dạ. Yeah, đó là nói về dẫn đầu các tâm sở là vậy, tức là tâm với tâm sở đồng sanh, nhưng mà gọi dẫn đầu vì tâm là chính, tâm là cái chính người ta đề cập đó. Thứ ba nói về thành tựu, thành tựu của tâm ở đây đó là nối tiếp nhau sanh diệt, nối tiếp nhau sanh diệt, tức là tâm, cái tâm mà khi mà nó thành tựu á thì nó sanh diệt liên tục, tâm này sanh tâm này diệt, tâm này sanh tâm này diệt. Dạ. Cái này đến khi mà học lộ trình tâm á thì phần này chúng ta sẽ hiểu nó rõ hơn. Chúng ta sẽ thấy là cái lộ trình tâm nó cứ xảy ra liên tục, diễn tiến liên tục, sanh này diệt, sanh này diệt, sanh này diệt. Thì cái sanh rồi diệt đó người ta gọi nó là thành tựu, gọi là thành tựu. Rồi thứ tư đó là nhân cần thiết, là có danh sắc, có danh sắc. Nhưng cần thiết có danh sắc ở đây là gì? Tại vì thường tâm nó sanh khởi, giống như nói lúc nãy, tâm mà sanh khởi thì luôn có tâm sở. Luôn có các tâm sở. Hoặc là nói theo năm uẩn á, thì bốn danh uẩn luôn đồng sanh với nhau. Thì tâm thì thuộc về thức uẩn. Tâm thuộc về thức uẩn, nếu mà nói theo năm uẩn. Rồi tâm sở thọ thuộc về thọ uẩn. Tâm sở tưởng thuộc về tưởng uẩn. Rồi 50 tâm sở còn lại là hành uẩn. Thì sở dĩ nói là nhân cần thiết ở đây là phải có danh sắc, đó là vì khi mà tâm sanh khởi cần phải có các tâm sở đó cùng sanh, là thứ nhất. Cái đó là nói về vì danh. Còn sắc ở đây đó là tại vì trong bốn yếu tố khi hỗ trợ cho tâm sanh khởi, giống như nói lúc nãy đó, thì mình có gì? Có nghiệp quá khứ, có tâm sở, có tâm sở, rồi có tâm sở, rồi có cảnh, rồi có vật ngư. Bởi vì tâm sanh khởi nó phải có vật nương á. Cho nên ở đây cần phải sắc, phần cần phải có sắc pháp, cần phải có sắc pháp. Thì đó là bốn ý nghĩa của tâm. Nhờ có bốn ý nghĩa này cho nên tâm mới được gọi là pháp chân đế. Nếu mà không có đầy đủ bốn ý nghĩa này thì tâm không được gọi là pháp chân đế, không được gọi là pháp chân đế. Và tương tự sau này chúng ta học pháp thực tính, coi như 121 tâm là chúng ta chỉ học bao nhiêu đây là xong. Pháp thực tính của tâm là chỉ có bao nhiêu đây. Rồi buổi sau đó thì chúng ta sẽ học các pháp thực tính mà liên quan đến tâm sở. Liên quan đến tâm sở. Nó chỉ bao nhiêu đây. Thì ở trong bài học này, tóm lại ở trong bài học này mình có gì mình cần nhớ. Trước tiên là bài kệ liên quan đến bốn pháp chân đế, tức là có tattha bhuta pi dhammattha chatuttha paramattato
Chittang cetasikang nippa rupang nippanamiti sapatha. Bài kệ Bali đó rồi tập dịch cho được. Tập dịch cho được hai cách, một là dịch ra tiếng Việt không, thứ hai là đọc Bali một từ đọc tiếng Việt một từ giống như mình đọc lúc nãy, tập đọc gì để sau này khi mình gặp những từ ngữ ở dạng đó sau này là mình có thể đọc dịch được liền. Dạ, tại nó cũng lặp đi lặp lại từ quy pháp trong thắng pháp và quy luận thì lặp đi lặp lại rất là nhiều, để chúng ta cố gắng nhớ để sau này mình sử dụng luôn các thuật ngữ đó. Đó là cái phần cần nhớ đầu tiên. Cái phần thứ hai thì phần cần nhớ đó là gọi là pháp chân đế. Thì mỗi một pháp đó nó phải có bốn chi phần. Thứ nhất là trạng thái, thứ hai là phần sự, thứ ba là phần thành tựu, và thứ tư là nhân cần thiết hay là nhân cần. Đó là cái phần thứ hai mình cần nhớ ở trong bài học này. Cái phần thứ ba đó là phần pháp chân đế mà tứ ý nghĩa của tâm, tức là tâm được gọi là pháp chân đế. Bây giờ nó có bốn ý nghĩa, tức là trạng thái thì biết cảnh, phần sự thì dẫn đầu các tâm sở, thành tựu thì nói tiếp nhau sanh diệt, và nhân cần thiết là có danh sắc. Dạ. Rồi mình về mình cũng tập xem trước ở trong bản niêu này. Ví dụ 181 tâm trong đó nó có tâm gì, tâm gì. 52 tâm sở thì có các tâm sở nào. 28 sắc pháp thì gồm những sắc pháp nào. Tập đọc nó trước để sao để nhiều khi trong lúc giảng đó có cái nào liên quan thì sư đề cập đến, mà nhờ đó thì mình cũng dễ hiểu bài hơn. Tại mặc dù mình nói theo học pháp chân đế cho đến khi giảng thì các pháp nó cũng liên quan với nhau, và mỗi một lần liên quan như vậy thì người ta sẽ nhắc đến. Thì nếu mình có kiến thức đó rồi thì mình sẽ dễ tiếp thu bài tốt hơn. Thì đó là phần nội dung của bài học buổi đầu tiên cho lớp quy y pháp ngày hôm nay. Lớp mình thì mình sẽ học một tuần một buổi thôi, tức là thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ 7:30 đến bắt đầu từ 19:30 tới 21:00. Sẵn đây sư hỏi coi lớp mình có ai tụng được kinh lễ bái tam bảo Bali giống như lớp mình cùng bắt đầu học lúc nãy không? Trên lớp có Phật tử nào hoặc là cái cô tư nữ nào nằm tụng được không? Tại mình sẽ thay phiên nhau để mình tụng trước khi học. Tại mình còn có hai lớp Bali kia nữa. Có ai có thể tụng được Bali vậy? Có không? Dạ, nếu mà chưa có thì dạ con thưa sư, nếu mà chưa có ai thì tụi con sẽ thay phiên nhau như cũ cũng được thưa sư. Dạ. Còn nếu khi nào có người thì sẽ chia sẻ bớt ạ. Rồi bây giờ mình kết thúc lớp học đi. Rồi tuần sau mình học đi. Có lần mà cho bà kêu lên dịch cho bà nói vậy. Chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Bài học đã kết thúc, kính mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp này đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, chúng con kính tri ân sư đã giảng dạy và con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước đến chư thiên. Akasata Japumata Dewanaga Mahitika Bunyang no Anomodang Tuchirang Rakan Tusasanang Akasata Japumata Dewanaga Mahitika Bunyang no Anomodang Tuchirang Rakan Tunogaru Akasata Japumata Dewanaga Mahitika Bunyang no anumodang tu chirang ra khan tu nya ta yo akasatha cha phom ma pa de wa na ga
Sa thủ. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần lúc 19:30 đến 21:00. Dạ, kính chúc tất cả mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống. Dạ, chúng con kính chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon ạ. Dạ. Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Xin mời lớp nghỉ ha.